Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hạnh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi xin chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và nội dung trong video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960, lương thượng chi thử tháng 11 âm lịch năm Quý Mão 2023, được quý nhân trợ lực, người thân giúp sức, việc gì cũng thuận lợi, trôi chảy, có thể làm nên nghiệp lớn, đón nhiều vận may bất ngờ, trúng số giàu to, đổi đời như ý. Về vận trình cụ thể ra làm sao thì ngay sau đây xin mời quý cô bác, anh chị cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Cuộc đời tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, nghịch thiên đảo vận, liên tục đón vận may trúng số, xứng tầm đại gia, sung sướng tột cùng, giàu sang phú quý, được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời đúng tháng 11 âm lịch 2023. Khi xem lá số tử vi của 12 con giáp tháng 11 âm lịch, năm Quý Mão 2023 thì thấy rằng con giáp tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, suốt thời gian qua đã vô cùng đen đủi, làm ăn chẳng được thuận lợi, suôn sẻ, tiền bạc thì cứ ra đi mãi chẳng thấy về, nhìn đâu cũng thấy việc cần đến tiền, thiếu trước hụt sau, nợ nần chất đống, không biết còn có thể gắng gượng đến bao giờ. Nhưng theo lời tiên tri chính xác của thần đồng tiên tri Ấn Độ, ngay khi bước vào tháng 11 âm lịch, con giáp này sẽ được hưởng phúc lộc trời ban. Cát tinh cao chiếu thẳng mặt, nhờ đó mà vận trình vô cùng hanh thông, làm ăn gấp 5, gấp 10, tiền tài cứ thế mà ào ào đổ vào túi, xây nhà to, sắm xe xịn, tậu thêm đất, trúng số liên tục, đổi đời đại gia, khiến thiên hạ đỏ mắt phát thèm. Tổng quan tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, là tuổi con chuột, năm sinh âm lịch, Canh Tý, thuộc mệnh thổ, bích thượng thổ, đất trên vách. Mệnh nam, cung tốn mộc, thuộc đông tứ mệnh. Mệnh nữ, cung khôn thổ, thuộc tây tứ mệnh. Cuộc đời tuổi Canh Tý được Phật Bồ Tát Thế Chí ban phúc, Phật Di Lặc ban cho trí tuệ, Phật Thiên Thủ Quan Âm bảo hộ. Là người coi trọng an nhàn, cả đời tài lộc không thiếu, mọi việc đều thuận lợi, gặp hung hóa cát, quý nhân phù trợ, nữ thì hưng vượng, là mệnh âm gia. Loại chuột này trưởng thành sớm, với họ, hạnh phúc và sự hài lòng được tìm kiếm theo trình tự, trật tự và sự an toàn. Họ sẽ cố gắng để phát huy những điểm mạnh của mình và để được công nhận tài năng. Họ rất thực tế và không chạy theo những giấc mơ viển vông. Họ thích duy trì mối quan hệ tốt với tất cả mọi người và thích làm việc ở một nơi hoặc một công việc lâu dài mà ở đó họ có những người bạn trung thành. Họ luôn tập trung vào từng việc một lúc và rất cẩn thận, kỹ lưỡng trong công việc. Ở một mặt khác, họ có thể quá chú tâm tới thành quả, tự cho mình là đúng và không nhẫn nại với người khác, đặc biệt khi họ quá nôn nóng để hoàn thành mọi việc theo đúng tiêu chuẩn của mình. Họ rất quan tâm tới danh tiếng và thể diện của mình, nhưng nhiệt tình và bảo vệ những người mình thương yêu. Họ có tiêu chuẩn vật chất cao và luôn so sánh mức độ thành công của mình với đồng nghiệp. Người này cũng có thể trở nên quá thực dụng và keo kiệt về tiền bạc. Họ không bao giờ chơi trò may rủi và hiếm khi chấp lấy cơ hội. Kết quả là vận mệnh của người này tiến triển chậm, nhưng mà chắc. Canh Tý tuân theo các quy tắc và tiêu chuẩn hoạt động và mong đợi, những người làm việc cùng cũng tuân theo tiêu chuẩn như vậy. Màu hợp với tuổi Canh Tý là màu đỏ, vàng. Màu khắc với tuổi Canh Tý là màu xanh. Tính cách tuổi Canh Tý. Một trong những tính cách dễ nhận thấy của tuổi Canh Tý đó là sự ổn định. Ổn định này bao gồm nguyên tắc, lập trường, tư duy, quan điểm nhìn nhận, lối sống, công việc. Tâm lý của họ luôn bền vững, luôn luôn nghĩ điều tốt, làm việc thiện, yêu ghét, đều phân minh, rõ ràng. Người tuổi Canh Tý có lối sống, đạo đức noi theo khuôn phép, quy củ, trật tự, với họ việc noi theo khuôn vàng, thước ngọc, mẫu mực, chuẩn chỉ, là hành động tự giác, họ vui vẻ làm điều đó và nếu phá bỏ những nguyên tắc này thì họ dùng bữa không cảm thấy ngon, luôn bị dày vò, hối hận.
Người tuổi Canh Tý là những người rất cứng rắn. Sự kiên cường can đảm của họ hướng tới cố thủ, thiên về phòng thủ, tự bảo vệ mình và che chở cho người xung quanh. Đặc điểm này của họ giống với sao Liêm Trinh trong tử vi. Trong sách tử vi đầu số, viết về sao Liêm Trinh có một hình ảnh minh họa, đó là một người bị nhốt trong bốn bức tường. Ý nghĩa của nó bao gồm pháp luật nghiêm minh, phạm tội tất bị bắt hoặc bảo vệ phòng thủ đến mức tiêu cực, chỉ ở trong nhà để giữ gìn sự an toàn. Có một điều khác biệt đó là Liêm Trinh nóng tính, còn Canh Tý thì đôn hậu, ôn hòa. Liêm Trinh đào hoa, giỏi văn nghệ, còn Canh Tý giỏi quản lý và nghiêm túc. Người tuổi Canh Tý có nhân sinh quan cống hiến, luôn vì lợi ích của những người khác không biết mệt mỏi. Để làm được điều đó thì họ thường xuyên rèn luyện trau dồi không ngừng. Người tuổi Canh Tý nên suy nghĩ thực tế, giàu trí tiến thủ, họ siêng năng làm việc phấn đấu vì công danh, tài lộc. Con số hợp với tuổi Canh Tý là số 2, 5, 8, 9. Con số không hợp với tuổi Canh Tý là số 3, 4. Sự nghiệp tuổi Canh Tý. Canh Tý rất phù hợp với lĩnh vực an ninh, quốc phòng, luật pháp. Một số khác có duyên với lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quản lý kho tàng, ngân sách tài chính có thể phát huy được hết sở trường ưu thế của họ. Những người tuổi Canh Tý nên theo lĩnh vực kinh doanh, duyên bán hàng rất tốt, đặc biệt là tuổi Canh Tý, vì tuổi này phúc lớn, có lộc cách, lại có đào hoa nên duyên kinh doanh, quan hệ khách hàng tốt. Về tiền bạc, Canh Tý ở mức khá giả trở lên. Riêng tuổi Canh Tý dễ có cơ hội phát tài. Nghề nghiệp hợp với nữ tuổi Canh Tý như quản lý kho hàng, quản lý tài chính, chăm sóc y tế sức khỏe. Với nét duyên ngầm của tuổi này thì nữ sinh Canh Tý hợp kinh doanh. Bản thân nam Canh Tý có tính cách rất can đảm, kiên cường, sống rất quy củ và hết mình cống hiến cho công việc và nước nhà. Nên nam Canh Tý nên làm các nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, bảo vệ đất nước. Ngoài ra các nghề về kiến trúc, xây dựng sẽ là một ưu thế của họ. Nếu theo các nghề này thì tương lai họ sẽ trở thành một kỹ sư, chiến sĩ công an giỏi. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 11 âm lịch cho tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, vận hạn may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Đầu tiên là xét về phương diện sự nghiệp. Tử vi tuổi Canh Tý đầu tháng 11 âm lịch, sự nghiệp được cải thiện, thiên tài tinh được ủng hộ, sự nghiệp tiến triển khả quan. Bạn có lòng nhiệt tình với công việc, đức tính tốt bụng nên sẽ có nhiều quý nhân tương trợ, sẽ có nhiều cơ hội bất ngờ với công việc tìm đến bạn. Bởi vì tài tinh đem tới lòng nhiệt thành vô bờ bến đối với công việc, dễ dàng, tay trắng tạo nên cơ đồ, có điểm trở thành nhân vật xuất chúng trong công việc tháng này. Vào khoảng thời gian cuối tháng, sự nghiệp gặp vượng, người này có kiếp tài lâm cục mệnh, chủ về tinh thần và sức sống dồi dào. Bạn có được lòng nhiệt tình và sự thẳng thắn trong công việc, ý chí mạnh mẽ và không chịu khuất phục trước khó khăn, nên vận công việc tương đối là thuận lợi trong tháng. Tiếp theo là phương diện tài lộc. Đầu tháng Giáp Tý âm lịch, vận tài lộc của Canh Tý có sự che chở từ thiên tài tinh, người tuổi này có con mắt tinh tường của một nhà kinh doanh tài ba. Bạn biết thứ gì có thể đem lại lợi nhuận nhất, bạn cũng biết đâu là thời cơ vàng để gia tăng túi tiền của mình, đồng thời cũng có lá gan mạnh mẽ để nắm lấy cơ hội phát tài cho mình. Kiếp tài trong tứ trụ luận, đại diện cho người Canh Tý, có thể thấy vận tài chính của bản mệnh tháng này sẽ có nhiều cơ hội lớn. Có thể một khoản làm ăn đầu tư lớn nào đó được người thân hoặc bạn bè, đồng nghiệp mang đến, vận cạnh tranh trong tiền tài tương đối mạnh mẽ trong tháng này. Tiếp theo là phương diện tình duyên. Lúc này, chuyện tình cảm thuận hòa, người có thiên tài tọa mệnh là người khá năng động và giàu lòng nghĩa hiệp, hay giúp đỡ và chăm sóc người khác nên được mọi người yêu quý. Bạn là mẫu người hoạt bát, giỏi đường ăn nói nên người độc thân thì nhân duyên vượng, người có gia đình thì đem đến không khí sôi động hơn trong nhà. Vào cuối tháng, kiếp tài tọa vượng địa, e là người này thiếu đi lý trí trong cảm xúc, cuộc sống thường ngày hay nổi nóng thất thường, hành xử lỗ mãng, tự mình gây ra tranh cãi với người thân và bạn bè. Tình cảm bất ổn do chính bạn không làm chủ được cảm giác của mình. Về mặt tinh tú, cũng may là bản mệnh có thái âm tọa mệnh, lại lâm vượng khí nên khá tốt. Thái âm mang tới tính cách tích cực, thẳng thắn, sẵn sàng đốt cháy chính mình để cống hiến cho công việc hay tiền bạc, và ngũ hành cung mạng được ủng hộ nên bạn có tinh thần lạc quan nhất trong tim. Và đặc biệt, thái âm là tinh tú ghét sự cô đơn nên trong công việc và chuyện kiếm tiền, mạng chủ cần có sự hợp tác, dung hòa với đội ngũ, đồng nghiệp thì bản thân mới phát huy được hết tài năng vốn có. Cuối cùng là phương diện sức khỏe. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết đại tuyết, cơ thể sẽ đổ mồ hôi, hào khí thương tân nên hãy ưu tiên các thực phẩm như rau xanh,
trái cây, ngũ cốc thô, hạn chế tiêu thụ các thực phẩm nhiều dầu mỡ và gia vị cay nóng như hành, tỏi, tiêu, ớt. Một số thực phẩm có tác dụng hạ nhiệt tốt cho tiêu hóa, có thể kể đến như là mướp đắng, cà chua, dưa leo hoặc măng tây, dâu tây. Đặc biệt, quý bà đang trong thời kỳ mãn kinh hoặc vừa ốm dậy thì không nên tiêu thụ thực phẩm có tính hàn để phòng ngừa phát sinh bệnh tật. Sau đây, mời quý vị cùng đi tìm hiểu tiếp về vận trình từng tuần của bản mệnh tuổi Canh Tý, sinh năm 1960 trong tháng 11 âm lịch. Đầu tiên, tử vi tuần 1, tuổi Canh Tý 1960. Thiên tài phù trợ, giúp cho công việc của người tuổi Canh Tý tiến triển suôn sẻ, kinh nghiệm và bản lĩnh, giúp bạn có thể tự mình giải quyết được những vấn đề khó khăn. Nhờ vậy, bạn thường được mọi người tin tưởng, giao cho những công việc quan trọng. May mắn hơn, quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình. Nếu đủ tin tưởng vào đối phương, đôi bên có thể nhanh chóng bắt tay hợp tác. Đáng tiếc, trên phương diện tình cảm, ngũ hành tương khắc nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn. Bạn chớ nên dồn toàn bộ thời gian và tâm huyết cho sự nghiệp mà bỏ mặc những người thân thiết nhất. Song đào hoa vượng nên tinh thần của bản mệnh những ngày này luôn phơi phới, Canh Tý nên nhìn nhận vấn đề ở một khía cạnh khác để thấy rằng hạnh phúc vẫn luôn ở bên mình. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, màu sắc cát tường, xám, cà phê, quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Sửu. Tử vi tuần 2, tuổi Canh Tý 1960. Theo tử vi tuần của 12 con giáp, thiên tài xuất hiện là dấu hiệu tích cực cho tình hình tài chính của người tuổi Canh Tý. Bạn gặt hái được thành quả xứng đáng vì đã chăm chỉ làm thêm suốt khoảng thời gian vừa qua. Một số người may mắn còn có thể phát tài dựa vào các trò may rủi, khoản tiền này có thể giúp bạn dư giả trong một khoảng thời gian. Hãy có cách sử dụng đồng tiền hợp lý, tốt nhất là vào các công việc như đầu tư, tiết kiệm. Nguyệt lệnh sinh cho thấy, thời gian này, bản mệnh là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ các công việc nhà. Bạn hiểu rõ ràng được rằng, cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh da trời, quý nhân phù trợ, thân, thìn, hợi. Tử vi tuần 3, tuổi Canh Tý 1960. Thiên quan chiếu mệnh, người tuổi Canh Tý phải chịu đựng sự cạnh tranh gay gắt trong tuần này. Bạn nên cẩn thận trong công việc, chớ nên lơ là để mắc vào bẫy của đối thủ, khiến công sức đổ sông đổ bể một cách đáng tiếc. Dù tình huống có rắc rối như thế nào, bạn cũng nên giữ những suy nghĩ lạc quan. Xét về mặt tích cực, cạnh tranh là yếu tố cần thiết để bạn tiến bộ. Nó sẽ góp phần giúp bạn nhận ra điểm mạnh của mình nằm ở đâu, cũng như là mình cần khắc phục những điểm yếu nào. Chính tài vượng cho thấy, tình hình tài chính trong tuần khá là khả quan. Đây là điểm đáng mừng cho con giáp trong tuần. Kiếp tài cho thấy những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không muốn tin theo lời giải thích của đối phương. Đừng để mối quan hệ giữa đôi bên rạn nứt vì cách hành xử của bạn nhé. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, màu sắc cát tường, đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Dần. Tử vi tuần 4, tuổi Canh Tý 1960. Cục diện tương hại thái tuế gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của người tuổi Canh Tý. Bạn có thể vô tình vướng vào rắc rối, đắc tội với kẻ tiểu nhân, do đó, bạn cần tập trung vào công việc hơn, đừng tạo ra sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng. Bên cạnh đó thì bản mệnh cũng không nên quá vô tư tin tưởng mọi người, dù đó là người bạn quen biết từ trước đi nữa. Bởi điềm báo trong tuần có kẻ ném đá giấu tay xuất hiện, bạn không nên phụ thuộc vào ai và chủ động hơn trong mọi việc. May mắn là có thái âm cát tinh trợ mệnh, nên quý chủ Canh Tý vẫn có thể giữ được thế chủ động, tài chính không có biến động nhiều, cũng không mấy bị ảnh hưởng do tương hại gây ra. Nói chung, đây là một điểm sáng trong tuần cuối tháng này. Khi về nhà bạn cũng có thể chia sẻ tâm sự với người ấy những rắc rối trong công việc, đừng giấu mọi việc trong lòng khiến tâm trạng càng thêm căng thẳng. Đây vừa là thời điểm để vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, vừa là cơ hội để gắn kết quan hệ giữa hai người. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, màu sắc cát tường, xanh nước biển, trắng, quý nhân phù trợ, Tý, Sửu, Thìn. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Canh Tý. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những người đối tác phù hợp giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần,
kích tài vượng lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Canh Tý nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Canh Tý với tuổi Tý. Tuổi Tý đại diện cho sự quyền lực và trí tuệ. Những người này có thói quen tích lũy của cải cho bản thân. Những gì là của họ thì người khác tuyệt đối không được tranh giành. Hai người tuổi Tý nếu kết hợp với nhau sẽ trở thành một cặp đôi lý tưởng, tuyệt vời. Họ có thể quấn quýt với nhau cả ngày mà không rời. Gia đình của hai chú chuột sẽ ngập tràn tình yêu thương, tiếng cười hạnh phúc. Họ sẽ có thể cùng nhau xây dựng sự nghiệp, cùng nhau phát triển, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Những người này có thể dễ dàng đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các công việc đòi hỏi tư duy logic, sáng tạo và khả năng tổ chức quản lý công việc. 2. Tuổi Canh Tý với tuổi Sửu. Sự kết hợp của người tuổi Canh Tý và tuổi Sửu đem lại sự ăn ý và hiệu quả. Tuổi chuột thông minh, mưu trí, còn tuổi Sửu có sức khỏe thể chất. Nếu thành một cặp đôi, họ có thể bù trừ khắc phục nhược điểm của nhau. Tuy nhiên, đó là trên phương diện bạn bè, đối tác làm ăn. Còn trong tình yêu, Tý và Sửu sẽ không tìm được tiếng nói chung. Người tuổi Canh Tý mải mê làm ăn nhưng lại rất bừa bộn, không chịu chăm lo, dọn dẹp nhà cửa. Tuổi Sửu rất sạch sẽ và cẩn thận, sẽ không chịu được tính cách này của người tuổi Canh Tý. Những mâu thuẫn nhỏ sẽ bắt đầu nảy sinh theo thời gian lớn dần và gây nên những rạn nứt trong mối quan hệ. Cả hai tuổi này ai cũng có cái tôi cao, không chịu nhường nhịn, lắng nghe, khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng trong trạng thái nặng nề, mâu thuẫn. 3. Tuổi Canh Tý với tuổi Thìn. Tuổi Canh Tý và tuổi Thìn nếu trở thành một đôi uyên ương sẽ khá lý tưởng. Họ thấu hiểu suy nghĩ của nhau và luôn tìm cách hỗ trợ nhau trong những tình huống khó khăn. Cặp đôi trời sinh này sẽ đem lại cho gia đình một bầu không khí vui vẻ, hòa hợp và hạnh phúc. Dù có những mâu thuẫn nhỏ xảy ra, nhưng hai tuổi này sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề trong hòa bình. Khi cặp đôi này xuất hiện, họ sẽ trở thành trung tâm của đám đông, thu hút sự chú ý của mọi người. Họ cùng nhau kể những câu chuyện thú vị đem lại niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh. Trong công việc, mỗi khi tuổi Thìn gặp khó khăn, thì người tuổi Canh Tý luôn là những trợ thủ đắc lực nhất. Ngược lại, người tuổi Canh Tý cũng rất cần những ý kiến, lời khuyên chân thành của tuổi Thìn. Hai người này nếu kết hợp trong làm ăn sẽ đem lại hiệu quả cao trong công việc. 4. Tuổi Canh Tý với tuổi Thân. Tuổi Canh Tý và tuổi Thân sinh ra đã trở thành một cặp trời xe duyên. Họ hợp nhau từ tính cách cho tới sở thích, mọi suy nghĩ và hành động dường như đều ăn khớp với nhau. Cuộc sống hôn nhân của hai tuổi này khá hòa hợp và vui vẻ. Họ cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình, ngập tràn tình yêu thương và tiếng cười. Nếu tuổi Canh Tý và tuổi Thân hợp tác, làm ăn với nhau, công việc của họ sẽ diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi. Hai tuổi này có tiếng nói chung, ăn ý nhau trong từng suy nghĩ và hành động. Mâu thuẫn rất hiếm khi xảy ra, dù có xảy ra chuyện đó, thì Tý và Thân luôn biết cách hòa giải, nhường nhịn lẫn nhau. Nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị, Đức Phật nói, đây là đức tính của người vô cùng cao thượng, bạn có không? 1. Đối xử rộng lượng với người khác. Người xưa nói, nghìn đức có thể gánh được vạn vật, nghĩa là chỉ cần một người có đức tốt thì không có gì mà không gánh nổi. Đồng thời đức dày chính là phúc, chỉ cần có lòng nhân ái thì mới được người kính trọng. Người không có đức thì không được phước, người có lòng nhân hậu thì cuối cùng sẽ được hưởng phước báu. Muốn cuộc sống của mình ngày càng trôi chảy hơn thì trước tiên bạn phải làm cho trái tim mình ngày càng rộng mở hơn. Tượng Phật Di Lặc trong chùa hiện ra với mọi chúng sinh bằng hình ảnh cái bụng hạnh phúc nhằm cảnh báo mọi người chúng sinh hãy khoan dung. Có câu nói, bụng tướng có thể chứa một chiếc thuyền, là một con người cần phải có một trái tim bao dung, rộng lượng với người khác và tử tế với người khác để đạt được phước báu vô lượng. 2. Lòng trắc ẩn bên trong. Lòng tốt là yếu tố then chốt của tính cách tốt, con người phải luôn có tấm lòng nhân hậu thì mới được người khác tôn trọng. Phật giáo cũng có câu, người làm điều lành, phúc chưa đến thì tai họa đã xa, người làm điều ác, họa tuy chưa đến, nhưng phúc đã xa. Làm việc tốt sẽ hình thành thói quen, lời nói và việc làm tử tế của một người sẽ ảnh hưởng đến lời nói và việc làm của những người xung quanh. Và ngày càng có nhiều người làm những việc tốt như vậy, việc tốt không phân thành việc lớn hay việc nhỏ, nên đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc làm việc tốt lớn. Như câu nói, việc nhỏ không nên lơ là, nó có thể tích tụ thành một ngọn đồi nếu được tích lũy với số lượng lớn. 3. Tu tập chăm chỉ. Đạo Phật quan niệm, đời là tu, tu là tu từ tâm, làm là thiện, nội tâm từ bi là sẽ làm điều thiện, tu tâm là tu Phật, tâm tức là Phật, rằng Phật ở trong tâm chứ không ở đâu xa hết. Hơn nữa Phật giáo còn chú trọng đến việc tu tâm,
Dưỡng tâm tánh tốt, nền tảng có việc làm những điều tốt đẹp trong tâm và trau dồi tâm thức, đòi hỏi phải siêu năng thực hành pháp. Đừng tức giận hay ganh tị, hãy bình tĩnh trong lòng, bình tĩnh bên ngoài và sống thanh lịch, thoải mái thì ắt sẽ có nhiều phước báu. Đây mới chuẩn là đức tính của người cao thượng. 4. Hiếu thảo với cha mẹ. Lời Phật dạy về báo hiếu cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ là phước lành lớn nhất trên đời. Nếu trên thế giới này không có Đức Phật, việc hiếu thảo với cha mẹ cũng tương đương với công đức cúng dường Đức Phật. Theo đạo Phật thấy rằng, hiếu thảo với cha mẹ là một công đức lớn lao. Lòng nhân từ của cha mẹ đối với chúng ta cực kỳ lớn, tình yêu của họ dành cho bạn hoàn toàn không có thành kiến, đó là tình thương, sự vị tha, đây là điều mà Phật giáo gọi là lòng nhân ái. Nếu bạn biết học Phật, chữ hiếu là điều đầu tiên phải ghi nhớ, và Địa Tạng Bồ Tát có được thành tựu to lớn như vậy là nhờ lòng hiếu thảo với cha mẹ. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.